Cùng ngày, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố gồm các đồng chí Nguyễn Văn Hưởng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Phương Đông. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân thành phố đã báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố trong 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, thông báo nội dung dự kiến chương trình kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19, báo cáo giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi Hội đồng Nhân dân tại kỳ họp trước. Đại biểu cử tri đưa ra 11 ý kiến liên quan đến các vấn đề, công tác bảo vệ môi trường, các hoạt động nâng cấp đường giao thông, đường điện, khu dân cư, chế độ chính sách, công tác giải phóng mặt bằng các dự án. Theo đó, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố đã trực tiếp giải đáp các ý kiến về chế độ phụ cấp đối với cán bộ khu dân cư, hỗ trợ đền bù thực hiện dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 18A, đoạn qua phường Phương Đông, đồng thời nghiêm túc tiếp thu các nội dung cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 và kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19 diễn ra trong thời gian sắp tới.